Vâng, chào tất cả các bạn. Trong cái phân khúc xe tải Ben 2 cầu cỡ nhỏ và cỡ trung thì thời điểm giờ nó là một trong số những cái sản phẩm mà cạnh tranh rất khốc nhiệt. Hầu như tất cả các hãng nào cũng đều có các sản phẩm mà xe 2 cầu, từ Trường Hải đến TMT, từ Hoa Mai hay là đến Chiến Thắng. Nhưng để mà có cái sự thay đổi lớn nhất, để có sự cải tiến nhiều nhất thì chúng ta có trường hợp của Chiến Thắng. Xe tải Chiến Thắng thì từ trước đến giờ, những năm về trước, nó có những cái cấu hình mà nó chỉ có là ăn no vắng nặng, và cabin của nó thì là mỏng manh, và đâu đó cái sản phẩm Chiến Thắng được đánh giá thấp hơn so với cả của Trường Hải và của TMT. Nhưng đến thời điểm giờ, Chiến Thắng lại là một người mà thay đổi lớn nhất trong tất cả các ông lớn về lắp ráp và sản xuất xe tải. Chiến Thắng đã mạnh dạn cải tiến những cái xe của mình, cái xe Ben 2 cầu, để cho ra đời những cái sản phẩm mà có chất lượng tốt, ngang hàng với cả những ông lớn như là Trường Hải hay là TMT. Và ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ba sản phẩm của Chiến Thắng. Đó là ba sản phẩm xe tải Ben 2 cầu. Cùng nhau chúng ta điểm lại ba sản phẩm xe tải Ben 2 cầu của Chiến Thắng nhé. Vì sao tôi nói Chiến Thắng là một cái cơ sở mà sản xuất lắp ráp, là một cái thương hiệu lắp ráp xe tải mà mạnh dạn thay đổi mình? Đây, trước đây chúng ta biết đến là cái xe tải Ben 2 cầu của Chiến Thắng, đó là con 6 tấn 2 đúng không ạ? Cái con 2 cầu lắp, đâu đó thì khối động cơ, cầu số, máy móc nó vẫn rất khỏe, rất bền. Nhưng cái cabin hay là cái thùng hay cái chassis đâu đó vẫn còn kém hơn một chút. Rất nhiều bác tài chạy bảo là cái cabin nó hơi mỏng manh, hơi ọp ẹp, và cái gầm bệ của nó không được chắc chắn. Thì đến nay, nhà máy ô tô Chiến Thắng đã kết hợp với cả tập đoàn FAO, đã có một sự thay đổi cực mạnh, cho ra đời cái sản phẩm của mình nó chất lượng ngang hàng với cả tất cả Thaco hay là của TMT. Các bạn có thể nhìn thấy cái sản phẩm FAO Chiến Thắng 2 cầu dầu này. Thứ nhất là về cái hình thức mẫu mã, đã kết hợp với cả tập đoàn FAO cho ra đời cái cabin mới nhất của FAO 2022. Để tính đến thời điểm giờ nhé, nó ra từ 2020 nhưng cái cabin này vẫn là cabin mới nhất của FAO. Đó, ta được kết hợp lên cái xe 7.7 2 cầu dầu này. Ngoại trừ cái ngoại hình ra thì còn rất nhiều cái khác nữa, ví dụ như là hệ cầu số mới, rồi là động cơ. Khối động cơ của nó thì sử dụng cái khối động cơ 103 kW của Yuchai. Yuchai thì trước giờ nó là một cái tập đoàn sản xuất về động cơ lớn ở Trung Quốc. Và cái khối động cơ Yuchai thì nó luôn luôn được ưa chuộng trên các cái xe của nội địa hay là cũng như cái xe của xuất đi nước ngoài. Cái động cơ Yuchai này nó rất bền bỉ, phụ tùng thay thế rất nhiều. Vì thế trên cái khối động cơ này được lắp lên hai cái con xe 7.7 cầu dầu và cái con xe 6.8 cầu lắp này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy một sự thay đổi cực lớn của nhà máy tôi Chiến Thắng. Và vì thay đổi lớn đó mang lại cái chất lượng lớn lao hơn. Chính vì vậy 7.7 2 cầu dầu của nhà máy tôi Chiến Thắng nó là sản phẩm mà bán chạy nhất trong phân khúc. Thứ nhất, thay đổi lớn này, mẫu mã đẹp này, chất lượng rất tốt này. Cái thứ hai, nó là điều mà từ trước đến giờ nhà máy tôi Chiến Thắng luôn làm rất tốt, đấy là sau bán hàng. Sau bán hàng của nhà máy tôi Chiến Thắng, cái phần mà sửa chữa, cái phần mà bảo hành cực kỳ là tốt. Các bạn nếu có cái vấn đề phát sinh hỏng hóc hay lỗi lầm về xe, hay không phải về xe mà về lỗi vận hành của người sử dụng, của người lái, liên hệ ngay với cả đại lý, liên hệ ngay với cả nhà máy, thì nhà máy sẽ sắp xếp ngay người đến tận nơi xử lý cái vấn đề của các bạn. Hỏng hóc ở bất cứ ở đâu nhá, người nhà máy đến tận nơi xử lý cho bạn, mà không phải như các đơn vị khác đâu. Nhà máy truyền báo hôm nay, mai đã sẵn sàng lên đường rồi. Các bạn co dù nó ở đâu chăng nữa, sẵn sàng lên đường để xử lý ngay các vấn đề của các bạn. Sau bán hàng của Chiến Thắng cực tốt. Tính đến thời điểm giờ, tôi thì cũng đã có một chút kinh qua một vài các cái hãng xe TMT hay là Hoa Mai hay là Trường Giang. Nhưng thời điểm bây giờ nhá, tính đến thời điểm giờ, cái quan điểm cá nhân của tôi, Chiến Thắng sau bán hàng gần như là tốt nhất. Đó, cái xe 7.7 này nó được các bác tài sử dụng rất nhiều tính đến thời điểm giờ, kể cả từ chạy vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng hay là đi rừng. Đó, đi rừng thì gần như nó là số 1 trong phân khúc rồi, nó là ông vua để đi rừng rồi. Ngoài cái xe 7.7 cầu dầu này thì còn có cái xe 6.8 cầu lắp nữa.
xe 6.8 này, cầu lắp này cũng là một cái xe mà nó mang đến cho tất cả bác tài nó sự đa dụng, cũng có thể vật liệu xây dựng, cũng có thể săn lấp và cũng có thể đi rừng. Các bạn không có đủ điều kiện kinh tế để có thể là sắm cho mình chiếc 7.7 cầu dầu này thì chúng ta có ngay 6.8. Sản phẩm chất lượng tốt, giá cực kỳ là tốt, gần như tốt nhất trong phân khúc, mà có thể là rất ưu việt, sử dụng được mọi công việc. Và tôi bật mí thêm một chút nữa, các bạn từ trước đến giờ nhìn thấy cái logo của Chiến Thắng đây đúng không ạ? Cái logo này các bạn nhìn vào có thể là nhìn chưa hình dung ra được cái gì, nhưng cái logo này nó là biểu tượng của chữ M. Chữ M ở đây, thứ nhất nó là cái từ viết tắt đầu tiên của người sáng lập và thời điểm giờ đang là tổng giám đốc của nhà máy tô Chiến Thắng, bác Mãi. Đó, bạn có thể hình dung ở đây là chữ M. Đó, một cái logo khá là đẹp, theo tôi khá là đẹp và rất ý nghĩa. Ngoài hai sản phẩm này trong phân khúc mà tầm trung ra thì ô tô Chiến Thắng có một xe tải hai cầu cỡ nhỏ nữa để có thể là chở vật liệu xây dựng ngõ ngách. Chúng ta có thể vào các ngõ nhỏ hoặc là đi những cung đường nhỏ hẹp, là con 4 tấn 65 này cũng là một sản phẩm mới, cũng có cái logo chữ M. Đó, ba sản phẩm xe cầu của Chiến Thắng này thì nó luôn có một cái mức giá, gọi là mức giá tốt nhất cùng phân khúc ở trong thị trường, tốt nhất nhá. Cái xe 4.65 này, cái mức giá của nó đâu đó chỉ hơn 400 một chút thôi, đã được cái xe hai cầu rồi. Đó, còn cái xe 6.8 này là hơn 500, và nổi bật nhất là xe 7.7 hai cầu dầu đây chỉ có hơn 600 triệu thôi. Cấu hình rất cao, hai cầu dầu. Các bạn tùy cái công việc của mình có thể lựa chọn những cái sản phẩm làm sao cho nó phù hợp nhất. Tôi xin nhắc lại là cái sản phẩm phù hợp nó mới là cái sản phẩm tốt nhất dành cho mình. Không phải là mình cứ phải đầu tư quá nhiều tiền vào một cái sản phẩm mà nó không mang lại hiệu quả, không, nó không phù hợp với mình, đúng không ạ? Tiền hơn 600 nhưng chúng ta có một cái sản phẩm rất chất lượng, rất chất lượng đấy ạ. Các bạn có thể là đi một vài nơi như là ở Quảng Ninh, Ba Chẽ, Vân Đồn, Hải Hà, khu vực đó là chuyên để chạy gỗ, thì các bạn có thể nhìn thấy cái sản phẩm 7.7 này cực nhiều lợn con. Còn sang một chút bên Bắc Giang như là Lục Lam hay là bên Sơn Động cũng rất nhiều sản phẩm này. Bắc Giang này, Quảng Ninh này, rồi là Sơn La này, rồi rất nhiều tỉnh vùng núi. Khi mà các bạn mà chạy gỗ chẳng hạn thì cái sản phẩm này nó là sản phẩm số 1 rồi. Có rất nhiều sản phẩm khác như của Trường Hải hay của TMT hay của Hoa Mai, nhưng chúng ta có thể đánh giá khách quan thôi là cái sản phẩm nào bán chạy nhất, sản phẩm bán chạy nhất thì 7.7 hai cầu dầu của Chiến Thắng là sản phẩm bán chạy nhất. Đó, các bạn có thể muốn là chạy thử hay là muốn chúng tôi tư vấn gì thêm thì hãy liên hệ ngay với số hotline chúng tôi để dưới màn hình. Và luôn luôn nhé, chúng tôi luôn luôn có những chương trình khuyến mại đến tất cả khách hàng. Đó là cái thời điểm giờ, là cái thời điểm là kinh tế khó khăn, chúng ta đang bị cân tải, bị cấm tải, nhưng chúng ta vẫn có thể đầu tư. Khó với người khó, dễ với người dễ. Các bạn muốn tư vấn gì hãy gọi đến chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng tư vấn 24/7 đến tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.